ngoài đời đã chán còn lo vô chùa. Chùa chiền toàn là giả dối, không có ai thật lòng, không có ai mà vì Phật mà không ai gì chinh lợi. Nếu sống cửa chùa thì phải theo lối Tây Phương mới tế độ được chúng sanh. Còn cái này lợi dụng, Đức Bình Giáo Chủ đã nói cái cách đây mấy ngàn năm rồi mà. Ngoài đời đã chán còn lo vô chùa, thì mình nói đây thì nó đụng chạm với mấy ông sư dạy. Nó chính vì vậy mình không muốn, tâm mình không có động, tâm mình không có lưu bu, mình mới niệm Phật được. Còn bây giờ mấy ông sư chùa bây giờ mai mốt mấy cháu lên mạng rồi mấy ông lại hỏi à. Dạ. Thì mình có cách nào mình giải không? Không có cách nào giải được hết. Chỉ có cách cầu nguyện ơn trên với xin lỗi của quyền, trợ duyên giúp đỡ cho hối cải ăn năn làm lành lính dữ, tu hiền theo Phật đạo mới được. Mà phải học cái bài nguyện cúng lại mới được. Rồi một cái bài nguyện cúng lại nữa ở trước bàn thiên, mới nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ất Dứt Vạn Cũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Chứ mình đọc niệm Phật mà cái bài nguyện không thuộc lòng thì sao mình niệm Phật được. Chứ không phải là dễ, tuy vậy mà khó lắm. Chứ mới đơn giản đâu, Lục Tự Di Đà vậy chứ mà khó. Dạ, thì lời nói đầu tiên thì kính chúc cho cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, thân tâm được an lạc. Thì hôm nay thì gặp được chú Hai, thì chú Hai ơi, cho con hỏi chú Hai. Thì hiện tại trên mạng thì có một cái cậu bé mới vừa sinh, cũng là thật là trùng hợp vào ngày Phật đản. Đúng. Thì chú Hai có cái cảm nghĩ về cậu bé không hả chú Hai? Cái cảm nghĩ của chú á, thì cái đó là có cái duyên lành với Đức Phật mới sanh nhầm cái ngày Phật đản, chứ không phải đơn giản đâu. Cũng là chuyển pháp của sa số Phật để trợ duyên cho đứa bé ra đời, chứ không phải một vị Phật đâu, nhiều vị Phật lắm, sa số Phật. Mà trong khi đó nó phải có Đức Như Lai Quan Thế Âm Bồ Tát, một cung trời đảo lợi mà bà cai trị ngoài ánh sáng luôn. Thế người ta bây giờ người ta thờ phượng bà đó, đi sông đi biển là thờ bà không á. Nó bây giờ đứa bé đó tuy rằng chú không thấy, nhưng chú gặp cái mặt hình ở trong cái máy điện thoại, thì như vậy là đứa bé đó sau này lớn lên cũng được hưởng cái dân ta giúp đỡ làm lên tiến chức, cũng làm lớn chứ không phải làm thường đâu. Yeah. Bây giờ coi ra là mới nhìn cái bóng là cũng như Đức Thích Ca mới ra đời á, nó phải giỡn đâu. Hồi còn bé để cái mẫu chuyện á, chú cũng mới ra đời sau này cách đây mấy tới mấy trăm năm rồi, chú mới có bảy mấy năm mà mình học để hiểu để mà nhớ, từ cảm tưởng mình được bao nhiêu là mình trả lời bao nhiêu vậy đó. Rồi còn về phần ông Minh Tại đó, hôm nay đó coi như là Phật đã mượn cái dung linh của Minh Tại hết rồi, giờ còn cái xác trần đó để chừng nào bỏ xác thôi. Chứ bây giờ hàng hà sa số mà cả nước Ấn Độ qua đây lần cả 1-2 ngàn người để mà coi cái dự cái chuyện tu hành của Minh Tại noi gương theo Đức Thích Ca Mâu Ni ở hội cây Bồ Đề, chứ bây giờ đâu. Ông ngồi khổ hạnh có 6 năm mà ông thành Phật, ông ra lần dò đi ra độ chúng, thấy không? Đã cũng như người thế gian hiện nay, nước Việt Nam nhằm gọi trung ương sao mới có Phật dương tại thế, mà bây giờ tâm tích Phật, Phật tích tâm, mấy cháu cũng vậy nữa.
tâm của mấy cháu Phật là Phật, chứ không có gì quỷ ma nào mà nhập được hết trơn. Còn cái ảo tưởng hay là cái mộng mị đó, có nằm chim bao bậy bạ rồi kia được, chứ cái tâm của các cháu là tâm Phật rồi, không ai xô đẩy được, mà không ai cấm cản được, mà không ai tiếp đáp được. Mà làm hiền là còn ngon lành nữa, mà mấy cháu làm hiền không đủ làm gì giang hồ đâu, phải không? Để cũng như Tam Tạng Thỉnh Kinh Giải Tở trước là ông nói người dốt mà thuyết pháp quá rành là lý do sao? Ông đâu có học hành chữ nào mà ông bữa củi do nhà chùa vậy mà ông thành Phật. Còn ông chủ trì mà không được thành Phật, bị ông còn nhơ bợn. Ông là không dùng cơ thế sắc màu cũng không. Thì hôm nay mình cũng đến đối đáp theo Đức Quỳnh Giáo Chủ, ông là Phật thế gian hiện nay. Mà nói người tín đồ Phật giáo hòa hảo rồi là thấy là ai phải mến, kính trọng. Chứ mà bình thường còn nhiều quỷ cùng ma đó, thì nó ổng ra đời xưng hiệu cùng điên, mà nhiều quỷ cùng ma nó tưởng đâu ổng là đơn giản. Nó không biết đâu, ổng biến quá nó bao nhiêu lần như vậy cũng được. Tại ổng ra chưa tới thời kỳ, chưa tới thời cơ là ổng để cho loài ma quỷ nó tới đâu. Cái con nghiệt thú ra đời đó, sau này con Kỳ Lân đó, người dân thế gian hiện nói là ông Năm Trèo đó, sau này ông chỉ định là thành Kỳ Lân bay về trời, ở trên trời sai xuống để nuốt người hung, hút người dữ. Còn con của Phật thì gom chỗ nhóm hết rồi đó, có Phật cản trở chứ. Cũng như trong ranh giới đó, em nào mà lọt ra ngoài á, thì bị rơi rớt, mà ở trong vòng đó thì đại thiên đó không cho ra thì đâu có ra được. Cái phép đại thiên cũng mạnh lắm, mà tầm thường 72 phép mà đó. Thì có xưa có nay mới lập được. Cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy ông Thanh Sĩ ở chùa Tông Sơn, mẹ giá con coi, mà tại sao một đệ tử duy nhất rồi đi sang qua nước Nhật nắm tín đồ Phật giáo hòa hảo, quản lý luôn một cái nước Nhật? Vì có hai điều kiện. Ổng nói chở chân cho kịp Long Hoa có mặt đó là hiền nhân, thì ổng lập lại cái Thi Văn Giáo Lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ổng đã lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Thì cái hiền đức thì mình có sẵn rồi, đưa ra cái xài liền, không có nói gì. Như cơm nhắc chính là để xuống là lấy chén đĩa muỗng điện rồi ăn cơm, chứ có gì dễ ăn lắm. Mà không phải làm được à. Dạ. Chứ nó tầm thường đâu. Dạ. Tôi vậy nó khó khăn lắm. Dạ. Bởi mới có cái câu chuyện con Phật Phật dắt, con ma ma dắt. Mà ông nói rõ ràng đời nay nhiều quỷ cùng ma, nó nhiều quỷ mà cùng với ma nữa, nó quậy đủ kiểu, mà ở trong lương tâm mình á, chứ không phải đâu xa. Tâm của ta ma cũng có, quỷ cũng có, mà con của Phật cũng có. Nó bởi vậy bây giờ là mình chỉ tận dụng với nhau vào con đường đạo đức dìu dắt lẫn nhau để mà tu hành. Tu là sửa, con người mình có công quẹo mình sửa lại đẹp tốt, thì dân đẹp mới tốt hơn, có gì đâu khó. Dạ, dạ. Thì chú Hai ơi, thì bây giờ trên mạng cũng nói ngày xưa Minh Tệ á, thì cũng xuất hiện lại, nhưng mà chỉ đi vòng vòng ở trong cái khu vực không ai qua lấy ở đó thôi. Thì nhưng mà ngày xưa Minh Tệ lại mặc cái y áo màu đen, thì có ẩn chứa quyền cơ gì không hả chú Hai? Chà, cái áo quyền cơ này cũng do nơi mấy ổng đặt để, chứ ổng đâu có trách nhiệm mặc áo màu đen. Màu đen là người dân giả, dân thiệt là không, bây giờ không có xài màu đen nữa, xài màu nâu với màu già. Nó cái đó là mấy ông này bắt buộc người ta mặc làm sao, chứ người ta đâu có xài mặc áo quần áo màu đen. Mà bây giờ
Phật đã mượn ở đâu cũng được hết, nơi đâu cũng được. Bởi vì ở nơi đây là nơi đất Phật, sau này lập hội rồi cũng là ông vua trời, cũng là ông Phật, cũng ông cai trị, chứ mấy ông tầm thường không cai trị được. Bởi vì sau này mới có là theo trong Thi Văn Giáo Lý nói đó, 180 mấy nước, sau này còn có 18 nước chư hầu, mà 18 nước chư hầu mà đi làm công cho người Việt mình, cho đường bà mình sai khiến, chứ không có làm chủ được, dưới quyền hay sao à. Cánh nào nó theo cánh ấy chứ à. Dạ. Bởi mới nói là có 18 nước chư hầu mới vô đây tranh giành cái ngọc ngà châu báu, cái bủ sơn kỳ hương là cái cây cờ của cái ông Thẻ, cuối cùng là cái núi Cấm đó. Cuộc sống xung quanh là bốn ông Thẻ đó. Thì bây giờ chừng nào mà chắc ăn là theo cái con giáp chu kỳ này thôi. Cái thình này đúng thiệt là rồng, chứ không phải thình tầm thường đâu. Rồng này là rồng cụ thể của Long Dương rồi, chứ rồng thường theo cái sự cảm nghĩ của mình đó nghe, chứ mình không dám tuyên bố, mình không dám tuyên chi. Dạ. Cái cảm nghĩ của mình đó. Dạ. Thì ông hai ơi, theo ông hai nói thì cái tâm linh của Sư Minh Tuệ như thế nào ha, mà tất cả các ma dương đều khiếp sợ hả ông hai? Bởi vì ta có chân Bồ Tát sẵn rồi, quỷ ma đâu có dựa được. Chỉ Đức Phật vô dắt hồn, dìu dắt về cõi Phật, chứ không có để khơi khơi được. Bị con của Phật mà, cái xác này bỏ nhậm nhò gì, sau này là già quá trẻ nữa, mình thay hồn đổi xác không kịp là già quá trẻ. Đổi cái vong hồn cái người già qua người trẻ mới nói là già quá trẻ, chứ bây giờ sanh đẻ đâu có kịp. Thì theo như ông hai dạy hai á, thì Sư Minh Tuệ cái thu hút ma dương như thế nào hả ông hai? Ma dương nào thay quế được, không có ma dương nào thay quế được. Nhưng bây giờ chỉ dưới quyền của công an quản lý thôi, chứ ngoài ra không có ai mà quản lý được hết. Mà bên Thích Ca Mâu Ni là ở bên Ấn Độ đó, người ta qua đây ta tin tưởng, ta thờ phượng, ta ca tụng Minh Tuệ, thì chắc chắn 100% là không có chạy sức. Ông này ông dựa chân Đức Thích Ca Mâu Ni, chứ phải là ông tu giả dối đâu mà ông làm trật nó. Bởi vậy mấy cháu cứ theo hỏi ý kiến ha, theo trợ lực, theo quay phim cho đời và xã hội, thì cái xã hội nào nó cũng vẫn tồn tại hết. Cái phải lúc nào cũng thắng hơn kêu quấy. Mấy cháu cứ nghĩ vậy đi, thì nó đứng vững nha. Còn câu chuyện gì nữa mấy cháu cứ nói. Dạ, thì theo như chú hai có cảm nghĩ gì không? Khi Sư Minh Tuệ có đạt được quả chưa ha chú hai? Quả cao ạ. Nhận định chỉ thị của Phật mà sao mà quả thấp được. Quả cao à. Các vị Bồ Tát với các hà sa số Phật là đã chứng quả ông rồi đó, chỉ cần bỏ xác thôi là thay hồn đổi xác đó, chứ không phải làm thường đâu. Dạ thì con chào chú hai ha. Thì những cái biểu hiện nào mà chú hai nhìn thấy Sư Minh Tuệ mà đạt quả? Bởi vì cái tư tưởng của mình á, con của Phật thì Phật dắt, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chú Minh Tuệ đã có cái đức hạnh, được cái chân chứng quả Như Lai, thì đâu có ai bỏ rơi hết không được. Cũng như cháu, tâm đức thật là cháu dứt quyết theo Phật là thì cháu được cái gì đâu. Tâm đức thật Phật đích tâm, cái chân tâm của cháu biết niệm Phật là Phật cứu. Chứ không ai cứu được thì chỉ có Phật cứu à, chứ không ai chẳng cản được cái chuyện tâm thức Phật ấy. Cái chân tâm của mình đó, mấy nhân dân sau xiến
nó mới kích động người dân, người dân mới đa phước tụ hợp lẫn nhau đặng chỉ ừ ông đó ông làm đúng, ông đó ông tha Phật đó, giúp lòng tha Phật thôi đừng phá hủy phá ông để cho ông tha Phật đi, rồi mai mốt ông trả lời ông cứu mình. Là ai muốn có ba thầy nguyện, thầy nguyện thành Phật rồi trở lại cứu giới chúng sanh đó. Chính chú hiện nay cũng vậy, đạt được lục thông rồi là trở lại cứu giới chúng sanh, cỡ nào cũng cứu giới được hết, mà quá khứ là không cứu được, mà bình thường là chú cứu được hết, cứu hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, chính kiếp bảy đời cứu được hết trơn, chắc được lục thông rồi là coi như mình cứu được hết. Dạ thì theo như chú Hai thì muốn đắc được lục thông, nhưng mà lục thông là như thế nào hả chú Hai? Lục là sáu, sáu thông. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là cái đó là lục thông hả chú Hai? Ừ. Thì có Nam Mô A Di Đà Phật thì có nghĩa là cũng là lục thông. Ừ. Cái đó cũng là nghĩa của lục tự Di Đà. Ừ. Thì chú Hai có thể giải thích được cái chữ lục tự Di Đà không chú Hai? Lục tự Di Đà là cái chuyện này là của Đức A Di Đà, ổng cai trị giáo chủ cõi cung trời chứ phải nhỏ đâu, thiên hoàng địa hoàng ổng đều quản lý hết, mới được cái lục thông chứ không phải chơi mà có lục thông đâu. Mấy cháu cảm nghĩ đi, không bao giờ ai có như vậy. Ai biết được ta trước khi lâm chung kêu ta ba tiếng ta dùng thần thông vớt lên hồn đó trở về sau này để lập hội. Dạ. Chứ không phải là tầm thường đâu. Dạ. Vậy thì khi nào mình mới biết được mình đạt được cái lục thông hả chú Hai? Thì gán tu đi mới biết. Dạ. Chứ không tu sao biết. Dạ. Nhưng mà gán niệm Phật đi. Dạ, nhưng mà tu như thế nào để đạt được lục thông chứ hai? Thì bây giờ đi đứng nằm ngồi nơi đâu cũng niệm Phật. Thì đó mình trả quả nghiệp. Mà vừa trả quả nghiệp mà vừa được hưởng cái phước thừa của Phật. Mình trả vừa trả quả nghiệp của tiền kiếp và nhiều đời nhiều kiếp. Rồi mình hưởng được cái phước thừa của Phật. Chứ nó đơn giản gì không? Mà tuy dễ mà khó, khó mà dễ. Dạ. Yeah. Thì theo như ông Hai á thì ý nghĩa là như vậy. Ừ. Thì ông Hai ơi, thì từ khi sư Minh Tuệ ra đời á, xuất hiện á thì những chùa chiền lại vắng. Thì chú Hai có thể là cho ông biết tại sao mà vắng như vậy không hả chú Hai? Cách đây 2000 năm. Cách đây tới 2000 năm rồi, chúng nói xa vời luôn. Ngoài đời đã chán còn lo vô chùa. Chùa chiền toàn là giả dối. Không có ai thật lòng. Không có ai mà vì Phật mà không ai gì chinh lợi. Nếu sống cửa chùa thì phải theo lối Tây Phương mới tế độ được chúng sanh. Còn cái này lợi dụng. Đức Bình Giáo Chủ đã nói cái cách đây mấy ngàn năm rồi mà. Ngoài đời đã chán còn lo vô chùa. Thì mình nói đây thì nó đụng chạm với mấy ông sư giải. Nó chính vì vậy mình không muốn. Tâm mình không có động. Tâm mình không có lưu bu. Mình mới niệm Phật được. Còn bây giờ mấy ông sư chùa bây giờ mai mốt mấy cháu lên mạng rồi mấy ông lại hỏi à. Dạ. Hỏi chú trả lời được cái trơn. Dạ. Không có chú trì nào mà chú sợ chứ. Dạ. Chính một đợt tương lạc với huynh đệ chú Duy Tịch năm nay cũng mười mấy năm rồi. Ông đó ông đạt được một hai thông đó. Nhắm mắt đây thấy Cần Thơ. Sắp sửa xe đi về vẫn chở mấy người đi mấy người sao biết hay sao. Đó là đạt được một hai thông rồi. Dạ. Chú hiện nay chưa được cái thông nào vậy? Chỉ hiểu thôi. Dạ. Hiểu và biết theo cái sự cái chân linh kệ giảng cái pháp của thầy tổ thôi. Dạ. Chứ chú chưa được cái thông nào vậy? Dạ.
Vậy thì ông cũng đó là do một cái tâm của mình. Đúng. Vậy như vậy thì tâm tiền tâm là như thế nào hả chú hai? Hả? Tâm tiền tâm hả chú hai? Tâm tiền tâm. Dạ. Nó cộng lại cũng là một. Dạ. Cái tâm mình Phật rồi là có cộng lại chỉ có một à. Đi vòng vo cỡ nào cũng là một à. Dạ. Vì sao chữ Di Đà tan chữ nghiệp với tâm thân đúc. Niệm Phật đi rồi mới tan chứ nghiệp. Cái nghiệp trước mình dai và trả. Trả và dai. Nếu mình trả xong món nợ này là cũng như là mình đã xong món nợ thần lân mà. Đã trả xong món nợ thần lân trong quyển thứ năm của Đức Quỳnh Diệu Cửu, sự tích của Phật Thích Ca ra rồi. Dạ. Yeah. Dạ con xin chào chú hai ha. Dạ. Thì có một khán giả thì có bình luận trên kênh con thì nhờ giống như là nhờ chú hai để giải giùm cái này trong gia đình của cô. Ừ. Thì hiện tại là con của cô năm nay 28 tuổi. Dạ. Thì bỗng nhưng vài tháng gần đây. Dạ. Thì phát lên là đi cỡ khoảng tầm 11 12 giờ trưa. Ừ. Mà đi ra đường thì đi một bước mà lại ba bước. Lại ba đi một bước thì lại ba lần thì khi đó đó là cô cũng lo hết tiền của nhà cửa để bán đi để lo cho con, mà đi thầy thì không hết, mà đi bệnh viện lại không có bệnh, thì theo chú hai có cách nào để mình giải cái căn đó được không chú hai? Được. Dạ. Bây giờ cháu về nói với gia đình cúng ba chung bông. Bông trang á nha. Dạ. Ba chung bông, giấy cũ quyền thất tổ ông bà nội ngoại gia tài, rồi giấy đất đai đó trong nhà trong cửa, cho con tôi nó hồi hướng với Đức Phật thì tốt, chứ đừng cho ma dương theo dắt. Ma dương tất nhiên là quỷ, chỗ nào cũng có quỷ, có ma hết. Nó ma dương là đại ca hết rồi. Ma là ma lớn mà, không phải ma nhỏ đâu. Bao cứ về nói gia đình vậy đi, rồi là đi đứng nằm ngồi niệm Phật tỉnh tơ, chứ không có còn nhồi quả là ba bước lại bước, không có nữa. Thì cô cũng có chia sẻ là trong một ngày nó có nhiều sắc mặt đó chú hai. Cái sắc mặt đó không nhầm nhòi, cái sắc mặt đó là chỉ đơn giản. Ta còn tạo quá nữ quá nam còn được rồi. Chứ sắc mặt nó không nhầm chứ. Vậy là mình nhờ là như là chú hai là cho biết là bây giờ là mình phải là có là khi mà trái của quyền phát tổ. Đúng. Dạ. Phật tại gia đó. Phật tại gia. Ừ. Chứ không phải không có Thích Ca không đi ngoài đường không thuyết pháp thôi, chứ không có động với Phật tại gia. Cái đó là kêu Phật tại gia đó. Vậy vậy là hết rồi. Thì còn có một cái nữa là anh này nè, là đi rất là nhiều kiểu, có khi thì đi kiểu say xỉn nè, có khi thì đi cà thọt, có khi đi cà lết, như vậy là như thế nào hả chú hai? Cái đó có thể mình giải được không? Không hiểu nổi là lý do đi quên một cái nữa không biết niệm Phật. Ông trời mới nhồi quả, chứ biết niệm Phật là đâu có nhồi quả kiểu đó. Cái đó là trời phạt. Yeah. Chứ không phải là thấy lại vậy mà là vậy đó, không phải. Yeah. Đó là trời phạt. Thì như vậy á, thì mình cần là niệm cứ Phật. Niệm Phật tiếp tục. Yeah. Mà hết không biết niệm Phật là không hết. Yeah. Cái đó... mà niệm trong trí não mình đó nghe. Dạ. Chứ phải đọc ở ngoài, đọc ngoài ma quỷ xông vào cũng nó xé ra cái câu luật tự này tan nát luôn à. Dạ. Trí não mình mới nhớ, trí não mình mới hiểu. Dạ. Thì chứ không phải chơi đâu. Dạ, thì cái đó cũng là một cái quả ha chú hai? Đúng. Dạ. Quả nghiệp mà. Dạ. Thì cái quả đó có đến sớm hoặc là đến muộn thì ăn thua là cái tâm của mình có vững hay không, phải không ông hai? Đúng. Dạ. Thì chính xác. Ông hai cho con hỏi vậy nè, thì nhồi quả
là như thế nào thấy không hai? Vì cũng cuộc đời chúng ta đó, 9 kiếp 7 đời mà mình trả quả mà không vui vẻ trả. Bây giờ điển hình tôi ví dụ, tôi mượn tiền cháu kiếp trước 100 ngàn mà không có kê lời, không đóng lãi, thì cháu gặp cháu cũng buồn, đừng nói mà đòi làm chi. Cháu gặp cháu buồn thôi, cháu niệm Phật đi ngang có khác. Cái đó là cái nói cái câu buồn nó còn nặng hơn là cái hung ăn hung ẩu. Dạ, chú hai ơi, thì có một cô này nè, nhờ con á, là hỏi chú hai như vậy nè. Tại vì trong gia đình của cô á, là cái anh đó đó, ảnh là gia đình ảnh là bán chó nó, thì ảnh ảnh thường thường á là một ngày ảnh làm một con đến hai con. Nhưng bây giờ á là ảnh bị cái nghiệp á bị nhồi quả, bây giờ á là cái bụng á, cái bụng thì nó phình ra, bây giờ đi thẳng lưng không được mà đi bằng bốn chân không à, mà lúc nào trong mình á thì cũng nóng hết trơn á, là xung quanh là phải bắt ba cái quạt, thì giống như là cái lúc mà ảnh trụng con chó như vậy đó. Thì theo chú hai nghĩ như thế nào, có phải là ảnh bị nhồi quả không? Cái đó là nghiệp quả trả dai lẹ làng. Ngày xưa quả báo thì đó không có ít có, nhưng bây giờ quả báo nhãn tiền thì tạo hình dốc con chó lúc mà trụng nước sâu vậy đó. Thì mình có cách nào mình giải không? Không có cách nào giải được hết, chỉ có cách cầu nguyện ơn trên với xin lỗi của quyền, trợ duyên giúp đỡ cho hối cải ăn năn làm lành lính dữ, tu hiền theo Phật đạo mới được, mà phải học cái bài nguyện cúng lại mới được, rồi một cái bài nguyện cúng lại nữa ở trước bàn thiền mới nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ất Dứt Vạn Cũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Chứ mình đọc niệm Phật mà bài nguyện không thuộc lòng thì sao mình niệm Phật được, chứ không phải là dễ, tuy vậy mà khó lắm, chứ mới đơn giản đâu, Lục Tự Di Đà vậy chứ mà khó. Thì cái câu Lục Tự Di Đà nó rất là mạnh, phải không ông hai? Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng một câu một của Đức A Di Đà để trợ duyên trợ lý những người lâm chung khi hấp hối biết tới Phật, Phật cứu dung thành thông, cứu ngay vô hồn người đó liền, cái xác thúi hôi bùng lầy này không nhầm chứ, chỉ cần cái hồn thôi, sau này mới được học lập hội Long Hoa. Chứ dân ở đâu đủ mà lập hội Long Hoa, thấy không? Thì đã nói đời nay nhiều quỷ cùng ma, đâu có thể lập hội Long Hoa được. Thì chú hai hồn đổ xác rừng. Thì chú hai ơi, cái con có một cái vị khán giả thì có một cái vấn đề như vậy nè ông hai. Thì khi cô á là bị bệnh rồi á mà hết rồi, nhưng mà bây giờ lại cô lại trầm cảm đó. Thì chú hai có thể là giải thích cho cô hiểu được không ha chú hai? Bây giờ về chỉ nói giúp đỡ cho cô trong tập họ tâm chi đó, lỗi lầm gì đó của quyền ông bà bên nội bên ngoại, về đây hậu độ cho con để trả quả nghiệp thì nó hết. Bị quả nghiệp cha mẹ ông bà có hồn mà không có xác sao vậy dạy, chúng mới sanh đứa con ra nó cứng đầu mà có hồn không xác mà nói với ai đây, phải không? Có hồn mà phải có xác mới dạy được, mới nói được. Hồn không cái xác không sử dụng thì sao mà xài, phải không? Thì chú hai ơi, thì cái buổi ban đầu á thì gặp sư Minh Tệ như vậy á, thì chú hai có cảm nghĩ như thế nào không chú hai? Không có cảm nghĩ thế nào chứ, tại giúp lòng tâm Phật là con của Phật, cái xác không có nhầm gì.
chỉ cái tượng, cái hồ hài cốt, cái tâm linh về cõi Phật thôi, chứ cái xác này không có nhầm gì. Chặt bỏ xác này thành cái xác khác à. Phật mà. Dạ con chào chú Hai nha. Thì từ khi mà chú Hai biết đến Phật Pháp thì trong quá trình tu tập của chú Hai từ đó đến giờ thì cái sự mà nhiệm màu của Phật Pháp nó như thế nào? Trong quá trình mình tu tập á chú Hai, thì chú Hai cảm nhận như thế nào? Có thể là chia sẻ cho cô bác, anh chị mình biết được không? Bây giờ chỉ tóm tắt lại theo sự hiểu biết của tôi đó, Phật chỉ ngay chứ không có chỉ tắt, chứ không có chỉ dòng do, chỉ cái Nam Mô A Di Đà Phật là gắn liền, chứ không có tư tưởng nào, không có chia rẽ cái chỉ cái lục tự Di Đà. Bây giờ chỉ có một môn, một người không biết chữ, không biết niệm Phật, đâu cần gì chữ nghĩa, đâu cần trình độ. Ai muốn trong về Tây Phương thì có Tây Phương, còn ai muốn xuống địa ngục thì có địa ngục. Trình mình tu tập á, mình có cảm nhận được cái, có cái câu chuyện nào mà mình thấy nó về nhiệm màu về Phật Pháp không chú Hai? Cái nhiệm màu tâm linh là đã có sẵn rồi mình mới niệm Phật, chứ không mình đâu ăn thơ làm gì, mình đâu thờ Phật làm gì, thấy không? Tâm tích Phật, Phật cái tâm rồi, kết thúc, chứ không có gì nữa. Đơn nhẹ vậy đó, mà rồi niệm hay không, niệm hay là không niệm đó. Không niệm. Không niệm là không hưởng. Dạ, thì có một cái anh này nè, ảnh điện cho bên kênh của con á, ảnh cũng chia sẻ là như vậy nè, thì ảnh là ảnh từ xưa tới giờ đó, là ảnh bây giờ hiện tại là ở với cô vợ thứ năm rồi. Dạ, nhưng mà khi mà ảnh gặp người phụ nữ khác á, thì cái tâm ảnh lúc nào cũng dao động chân á, thì nó có cách nào mà để nó được có dao động nữa không? Đã nói rõ ràng, tâm quỷ là quỷ, tâm ma là ma, không cách nào sử dụng được hết. Tâm Phật mới sử dụng được. Còn đó là quỷ ma, mê danh, mê lợi, mê tình. Hôm nay là tránh gốc mà. Mê tình. Mê tình ha. Ông bị xiến nhiều đó, gặp cái là sao xiến thì ông bị ái nhiều quá ha. Dạ. À, ông nói được, ông này khó nói lắm. Dạ. Có thể là đã chắc... nói mê tình rồi là nó có thể chết, ông bốn theo chết nữa. Dạ. Có thể là cách ái ông được không hay chú Hai? Không. Không có gắt hái gì được cái gì chứ. Không có cách nào để... Không có cách nào vận chuyển không được. Ông đâu có biết niệm Phật đâu mà hồi hướng. Mà nếu ông niệm Phật được thì ông có... Được. Được nghe chứ. Nay con cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, tu huyền theo Phật đạo thì được. Ngạc y không có ngoài nguyện. Cải hối ăn năn làm lành theo Phật đạo mới được. Con này không có nhận lỗi. Giang hồ cầm dao cầm búa mà biểu ăn xương sao ăn được. Thấy không? Nói vậy đó. Cho hai cái tách trời ra. Dạ. Thì song song có một cái mẫu chuyện như vậy nè chú Hai. Thì có anh này nè. Thì hồi trước á, ảnh thì nói chung là có gọi là mình, người đời mình thì nói là có số có má. Rồi bỗng nhiên á, một ngày đó ảnh gặp một cái nạn đi. Rồi ảnh về cái ảnh đi chùa, ảnh đi chùa, ảnh hồi hướng đồ này nọ. Thì cái đó là mình cái đó ảnh nó có ngộ ra được cái gì không chú? Cái đó đó người ta cải hối ăn năn á, mà thiệt tâm á thì nó được trả lời. Còn không thiệt tâm, còn giả dối á, thì muôn đời ở đó luôn. Thì bỗng nhiên là ảnh... Đi ngày, xuống chứ không đi lên được. Một ngày ảnh ăn tương, ảnh đi chùa, đi chiền xuống. Ừ, cải hối ăn năn làm lành đến dữ mới được. À, giống như là cái mẫu chuyện là cái anh trước mà có năm vợ cũng phải là ăn năn cải hối là được đó ha. Ừ, ăn năn cải hối là được, không ăn năn là không được.
dứt khoát không là không vậy nè. Dạ. Thiếu nợ rồi phải trả, không không thiếu nợ người ta đâu có đòi, thiếu nợ người ta mới đòi. Dạ. Thì thời lượng chương trình cũng đã hết, thì chú Hai có những lời nào chia sẻ với bà con cô bác để biết đường tu tập không hả chú Hai? Thôi, năm nay Bính Thìn, ủa gì, gì Thìn đi quên rồi, năm Thìn mới thiệt là rồng, chúc bà con cô bác được an khương thịnh vượng, đút huệ tràn đầy, gặp nhiều sức khỏe mừng ăn, tấn tài tấn lợi, phát đạt, để mà được hưởng cái phước thừa của Phật. Chúc quý vị được an khương thịnh vượng, đút huệ tràn đầy. Hết. Dạ. Thì con cũng cảm ơn Hai đã chia sẻ những lời rất là hay. Thì thôi, tất cả anh em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn mấy cháu hết. Thì, chúc mấy cháu rồi có duyên lành năng thật đại. Coi ông có mở cửa rồi. Mình kiếm mớ đang đi làm lộ phí đi đường. Dạ dạ. Thì cả nhà có yêu mến thì cho mấy anh em một like, một đăng ký, một chia sẻ cả nhà. Thì xin chào cả nhà. Cảm ơn mấy cháu. Dạ.